Nghĩ tướng này là đúng hai đen hai đẳng không? Bây giờ thử một vài đường đi. Từ từ nha. Ê, từ từ. Từ từ. Nhẹ nhàng thôi nha. Bây giờ mình đánh trọng tài trước xong mà hai con. Đó. Xả dao thôi nha. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Minh Thư. Năm nay em 26 tuổi và hiện giờ em đang làm kế toán kho, chuyên xuất khẩu ba lô, túi xách đó chị, ở Tân Bình không chị? Rồi quê em ở đâu? Em thì ở Bình Thuận. Rồi, bên kia giới thiệu đi em. À, em tên là Phan Trần Thành Trung, 28 tuổi. Em hiện tại đang làm bảo vệ an ninh cho một ngân hàng. Sinh ra lớn lên làm việc và ăn chơi tại Sài Gòn. Có ăn chơi nữa hả? Dạ có, thì nó có làm việc phải có ăn chơi với chị cái Tường. À, Thư giới thiệu về mình một chút đi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là thể thao. Môn gì chơi giỏi nhất? Võ. Thôi. Hôm nay chị có nói gì em nhớ nhường chị chút nha. Dạ không sao, em chỉ là vận động viên thôi chị. Em mới học võ, em đọc em tới đai gì rồi? Dạ đây đen hai đẳng anh. Trời ơi. Bên kia có sợ không? À không chị ơi, em cũng đen hai đẳng rồi chị. Ủa không sao đâu anh, em còn có quyền thái nữa nên không sao đâu. Không, mấy giờ mình kéo màn lên mình cho đấu võ luôn đi. Cũng được. Về những cái ưu điểm của em là gì? Em hòa đồng, rất là dễ nhập cuộc. Bất cứ là cuộc chơi nào cũng nhập được. Trời ơi, lũ em đi đường thấy nguyên cái đám tao đang hơi lộn nhà. Chưa xong, chưa xong. Em nhập cuộc được nhưng mà em có lựa chọn, cái là những cái nào mình thấy mà hợp lý, mà hợp tình thì mình chơi được. Còn những cái nào mình thấy nó không trái phái quá thì mình... Đúng bỏ. Rồi, chứ thấy gì dễ nhập cuộc là vô là mệt lắm á. Thì một cái ưu điểm nữa của em đó là em hay thương người mà không có cần biết người đó là sao. Anh ơi, anh có thương chó không? Có em, nhà anh có nuôi con chó em ơi. Mấy con gì anh? Một con rồi em ơi. À em tới 4 con lận. Giống như lên đây khoe vậy đó. Khoe vỏ rồi. Dạ khoe chiến tích chứ chị. Em còn cái ưu điểm đó là em không hút thuốc. Được được, cái này em thích nè. Còn khuyết điểm của em á là em thường xuyên cuối tuần hay đi nhậu. Nhậu thì bình thường nhưng mà có xỉn không anh? Tới mức nào đó thấy chóng chóng mặt lại đi ngủ em ơi. Ok, nhưng mà thường thường mà em thích mấy người mà nhậu xong ngủ em đọc sướng lắm. Em không sống ác được. À, ví dụ như anh sống hiền là anh sống làm sao anh? Mình không làm những chuyện mà hại người hại đời. Ưu điểm của em gái là gì? Em là mạnh nhất là về thể thao thôi, và đó cũng là cái sở thích của em. Rồi khuyết điểm cho nó hết ưu điểm đi chị. Dạ, em nói tại vì em nói thể thao thôi. Dạ nhiều lắm nhìn vậy chứ giỏi lắm, nấu ăn cũng được, việc gì con trai làm được em cũng làm được luôn. Còn khuyết điểm của em á là hơi bướng chút xíu thôi à. Em bướng chắc cũng may em cãi em đâu. Nếu mà nói quá thì em cũng đọc thôi à. Đó là bởi vậy. Thôi thì hỏi nè, em biết nguyên nhân tại sao em bị é không? Men quá. Thì bớt men lại đi, thùy mị chút đi. Thùy mị lên sao chị, nãy giờ em ngồi vậy là em khép lắm luôn rồi đó. Võ á, tẹt ngang gì cái nó quen rồi. Trời ơi ghê vậy hả? Khép cũng được mà em khép xong em đi rồi cái cẳng em nó cũng Sài Gòn Chợ Lớn, Sài Gòn Chợ Lớn quen rồi chị. Đâu đâu đi thử rút chị coi, nãy đi sau lưng chị đâu có thấy. Nhưng tại vì em không hiểu Sài Gòn Chợ Lớn là sao. Đi 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 thử. À. Ôi trời ơi, dễ thương quá. Ghê chưa, ghê chưa. Dễ thương mà. Bẻ tay anh qua anh coi, người ta bẻ tay. Tay coi, dễ thương thiệt. Thử coi. Không, bình thường á là em đi rất là bình thường vậy. Nhưng mà khi mà thấy mấy bạn nam thì em bị liếu cái em đi vậy. Bây giờ anh tưởng tượng bên kia khác nhưng mà em gặp em khác. Dễ thương, vui. Được. Bên nó cao không? Bên nó cũng cao. Em thích tìm người yêu lý tưởng như thế nào? Như soái ca thì gọi là lý tưởng nhưng mà thực tế thì nó không có soái ca. Đúng. Bởi vì không có thằng nào mà tứ đổ tượng nó không đụng hết trơn. Mà nếu mà nó không đụng em không dám lấy. Nhưng mà nếu như bạn nó không nhiễm vào thì được. Rất là ok. Với lại em ghét nhất là gì anh biết không? Với lại đừng có để móng tay móng chân, em ghét lắm. Móng tay móng chân cũng đẹp mà. Không, con trai mà ai mà để móng tay. Để nhiều khi người ta có cái ngành nghề dù đàn. Không, con trai để móng tay nó hay gì chứ bật bật dữ lắm. Với lại em thích đường đinh và đầu cao cao, nhìn nó men. À vậy không? Em quá men thật. Cái tại người mà em thích á là phải cực kỳ men. Hồi lúc mà em lên em cắt xe á, em xin lỗi, em casting ở đây nè. Thì cái chị đó hỏi em là em muốn tìm bạn nam hay bạn nữ. Chị nhìn em, chị muốn tìm bạn nam hay bạn nữ? Hồi nãy giờ chị cũng chưa trả lời được câu đó luôn á. À, 100% em là nữ. Thì thưa quý vị, vâng. Hứa nha. Dạ hứa móc quéo luôn nè. À, móc quéo luôn. Hồng mặt dễ thương. Ây da, bà Mai hôm nay hoang mang quá. Qua coi đàn trai coi sao đi. À vậy. Trời ơi, nếu bên đây tấn công là mình thủ thôi hả? Không, chơi luôn chị. Chơi luôn hả? Trời ơi, anh ơi, em tấn công anh phải nhào vô anh ôm em chứ sao anh chơi em được. Nè, em muốn kiểu nào em kiểu em. Anh phải ghim em lại, em ơi đừng đánh anh thương em gì gì đủ các kiểu, tự nhiên anh quấn em rồi, em xung máy quấn lại anh sao? Phải ngăn chặn từ đầu em ơi. Ngăn chặn mà cách nào? Thì anh có cách của anh mà. Cách nào nó nghe đi. Thôi để tôi đi về đã. Bữa nay là quá khích rồi hả? Em muốn tìm người bạn gái như thế nào? Có cá tính như bạn này thì được. Trời ơi, khoái cá tính gì hả? Ủa là nãy giờ là khoái đó hả? Dạ, đang khoái. Đang khoái? Dạ.
Rồi, có điều gì em không thích ở người bạn gái em không? Em không thích người bạn gái là quá chanh chua và đanh đá và quá sống dựa vào người khác. Cái đó là bề ngoài thôi, chắc là em hiền khô hà. Với lại em thích mỗi người bạn gái là mỗi thứ đều có làm đúng là đúng chỗ, trang điểm đúng là đúng chỗ, ăn mặc hở hang thì cũng đúng là đúng chỗ. Anh ơi, em kính từ đầu đến đuôi luôn á, tại vì em xấu quá em đâu kính hở đâu anh. Trai này khó. Khó bỏ qua hay là khó chơi không, luôn? Khó là chơi luôn chị. Em sở trường của em là cái ăn với cái khó. Rồi, hết biết hỏi gì luôn rồi đó. Cưới nhau về ở đâu? Nhà cửa có sẵn rồi chị. Ờ, có làm dâu không em? Vậy là về dạ, làm dâu phải về không? Làm dâu chị. Dạ, không biết được không mà khó quá. Thôi để chị về đi, mệt quá. Làm dâu được không cô nương? Em không có câu nệ về việc làm dâu hay không làm dâu, bởi vì ba má em hay là ba má chồng em đều thương như nhau. Nhưng mà em về rồi ba má ảnh cũng lớn tuổi rồi, tối này nhiều khi ta coi phim. Đấm mạnh mạnh quá cũng mệt lắm. Nhẹ xoa thôi. Em có đi với người thân không em? Dạ có ạ. Em đi với ai? Em đi với chị họ em và em gái ruột của em. Em ruột hả? Dạ. Trời ơi sao con bé thùy mị quá vậy? Em chào chị, em chào anh. Em nhìn thì anh thấy anh rất là dễ thương. Anh hiền nữa. Em với là chị em thì là một hai cái khía cạnh nó khác nhau quá rồi. Giống như trắng với đen vậy. Đúng rồi, sao anh biết tên của em vậy? Em tên là bé Đen. Chị em tên Đen còn em tên Trắng. Thiệt luôn á hả? Thôi thôi. Em thấy chị em có quýnh anh nào chưa? Chị em cá tính vậy thôi chứ không có đụng tay đụng chân gì. Khó hả? Nhà em có cái quan niệm là chị đi trước thì em mới đi sau. Thì em mong anh là dớt giùm chứ không thôi tụi em làm như cô hết luôn. Ở nhà. Rồi cảm ơn em. Em trai đi với ai? Em đi với ba em. Con chào bác. Đâu biết bác nào chưa chơi chân nghe dạ, ba. Dạ đây, chồng. Đây. Em nhìn là bác ngồi trước mặt con ạ. Bác cho con xin ý kiến đi. Bác có lên máu gì chưa bác? Con đấm bóp rất là giỏi. Ba anh cao quý áp em ơi. Bình tĩnh. Xin chào MC Quỳnh Linh và Cát Tường. Dạ. Yeah. Chào quý khán giả và chào cháu. Tôi nhận thấy rằng là hai bên có một cái tương xứng là đều có miếng cả, có võ cả. Thế thì cái cao thấp thì tôi chưa biết, nhưng mà nếu mà hợp với nhau đó thì cũng phải nhường nhịn nhau. Một bên là Taekwondo hay là bên kia thì là Aikido, thì đại khái là cũng là bên tấn công, bên thủ. Nhưng mà thủ rồi lại tấn thì nó cũng thế thôi. Có những cái thuận lợi nhưng cũng có những cái là bất cập đấy. Dạ vâng. Về hình thức rồi là về nói năng cái thứ thì cháu hoạt bát. Dạ cháu cảm ơn bác. Đã có đai đẳng hai là đã thấy thêm là phụ nữ như thế là ghê rồi đấy. Dạ cảm ơn bác. Thôi để cho kéo màn lên đôi trẻ gặp mặt đi. Kéo màn. Thôi chào sân anh. Ở tấn công sao tự nhiên chào xong ngồi xuống? Không ngồi xuống ấy, đàn em. Chị tin em là đen đà hai đẳng, nhưng mà sao cái bạn này chị thấy nó hơi bịt xề quá, chị không tin. Yên tâm em về em gò lại cho. Không, nhưng mà em nghĩ tướng này là đúng hà đen hai đẳng không? Bây giờ thử một vài đường đi. Từ từ nha. Ê, chưa, từ từ. Nhẹ nhàng thôi nha. Bây giờ mình đánh trọng tài trước xong mà hai. Trời ơi. Xả dao thôi nha. Rồi xong. Rồi. Thôi rồi. Ôi trời ơi. Đỡ gì mà chậm vậy? Người ta lên gối là lúc mới đỡ. Không, nếu mà là bạn nam thì khác chị. Bạn nam mà nó tấn rồi đó. Hồi nãy á, anh dễ lắm. Anh cứ gạt cái giỏ cái anh ôm em cái là em hết đánh. Chúng ta có 2 phút thôi. Nói sao cho nó tình cảm. Đừng có lấy giỏ ra quấn lộn hoài nha. Bắt đầu. Anh học môn gì? Aikido em. Aikido anh hai đẳng hả? Anh dạy chưa? Anh đi dạy rồi. Hiện giờ anh còn đi dạy không? Còn em nhưng mà lâu lâu thôi. Tại vì công việc anh nhiều khi về trễ nên anh chỉ trợ giảng thôi. Mấy giờ anh đi làm về? Anh về thì anh làm hành chính 5 giờ anh về. 2:06 anh là bảy anh rảnh không? 2:06 anh rảnh. 2:06 đi tập võ với em. 2:06 anh đi dạy rồi. Anh đi dạy Aikido hả? Aikido. Vậy thôi dạy em luôn đi. Em chưa biết học Aikido. Vậy em và anh hai đứa dạy nhau. Em đâu có dạy được gì, em chỉ dạy được Muay Thai boxing thôi. Anh học cái gì? Taekwondo. Học boxing đi. Học boxing hả? Rồi được. Ủa, đây lên nói chuyện quýnh võ hả? Tình yêu. Lần đầu thấy có cảm nhận gì không? Có gì trong danh mục cấm của em không? Có chút xíu nhưng em sẽ gọi anh được. Bây giờ em sẽ cho anh đi tập gym. Không, cái đó thì em quên nghĩ thưởng đi. Sao vậy? Tại vì anh nói chung là anh không phải là mẫu người 6 múi, anh thích gom múi 6 múi vô 1 mà. Tập thể thao mới là gì, con người mà nó khỏe khoắn nhờ người có. Ta nói chuyện tình yêu. Còn em thích đi những cái nơi nào để hẹn hò?
Dạ em bất thường lắm anh, đi xem phim thì em đau tim. Anh thích xem phim ma mà em đau tim làm sao đi? Em không coi phim ma đâu. Dân nhà võ mà sợ má. Dạ em sợ ma lắm. Đó, nó dịu dàng có yếu điểm, có yếu điểm, có yếu điểm. Em hả, em sợ nhất là Kỳ Kim. Chích em một phát là em xìu. Nhưng mà trước khi chích em được là thằng đó cũng chết. Anh không thích cái gì ở con gái? Con gái lấn lướt anh quá. Tại vì dù cá tính như nào, hiền khô dữ hay là ẻo lả gì đó, nhưng mà vẫn phải dưới anh một bước. Mà anh dám anh hơn được không? Tại vì em rất là muốn người ta hơn em. Thì cố gắng thôi, tại vì không phải là cố gắng mà là nhất định phải được. Chắc chắn được. Cười rất là nữ tính luôn á. Cười, cười, đó. Anh có nhường nhịn em được không? Nhường nhưng anh mà tùy chuyện. Anh có sẻ chia với em được hay không? Anh vẫn sẵn sàng sẻ chia. Anh có tha thứ được hay không? Hỏi đúng cho tao trả lời luôn vậy bà. Bà hỏi thì bà phải để cho người ta trả lời nữa chứ. Sao bà hỏi hoài bà không cho tao trả lời? Chắc cắn lưỡi. Không, không được cắn lưỡi. Anh phải hơn em. Anh nhất định anh phải hơn em. Thì bà phải cho người ta nói người ta mới hơn được chứ. Dạ em xin lỗi chị. Bà nói không mà tao có nói gì đâu mà biết. Dạ, tao ơi, cảm ơn. Là đẹp. Hơn nhưng mà hơn về vấn đề gì? Tại vì nó rất là nhiều phạm trù. Tất cả các phương diện anh đều phải hơn em. Có thể. Anh không lên được, em sẽ nâng anh lên. Okay. Với lại anh thích phụ nữ ở nhà, nhà lâu lâu nấu ăn. Ừ, nấu ăn thì em nấu vô tư lắm. Chị nấu đồ nhậu được. Trời, đồ nhậu là em nhất. Nhưng mà em không nhậu đâu nha. Em bị bệnh tim, em không có nhậu. Uống được không? Tập giảm bệnh tim căng quá vậy. Bệnh tim nãy nói nhiều quá thật bẩn thở nổi. Dạ, tim thông. Thật ra là em có bị bệnh, nhưng mà hơi chút thuốc thôi. Thì nhìn vô là thấy em bị bệnh bệnh rồi, đâu có thấy được bình thường. Đúng không chị? Hãy nói thật lòng mình, nãy giờ suy nghĩ gì chàng trai này? Dễ thương, giống Doraemon. Cưng. Cưng. Đại khái về làm bao cát cũng được. Ừ, đó. Cá tính thì anh thấy là như anh mong muốn rồi. Nhưng mà còn về cái gọi là sự kiềm chế thì chắc là để anh dành phải rèn luyện thêm một cái hãm em lại. Đừng hãm em không thích hãm đâu. Thôi, hết thời gian. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta quyết định bấm nút hay bấm nút. Bấm là cưới. Chúng phải bấm là chơi. Năm sau đẻ luôn nha anh. Ok em. Vậy đi. Em xích con trai. Rồi trật tự. Đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. Bấm luôn đi. 1 2 3 Đó, thấy chưa? Đó, thấy chưa? Đi đâu vậy? Trật tự. Phải không? Phải không? Không, không, không. Còn cái nào? Hai đứa này mà ra thằng cướp nào mà xui xui mới giật đồ hai đứa này chắc chết luôn. Tên là đúng rồi, tình yêu chưa đủ lớn thì ra là quen nhau cái chục năm như vậy đi. Thì nếu mà đủ lớn thì vấn đề tình giáo là không là quen chục năm mà chưa đủ lớn, ta quen mới có 6 tháng mà tình yêu đã lớn, ta đã ngỏ lời cầu lớn quá trời lớn luôn rồi, lớn luôn, ta đòi cưới không cho luôn. Trời đất ơi, đây là ta tiến tới luôn á. Ngày trai tôi đàng hoàng lắm, yêu là cưới dữ dằn vậy sao? Thích là lụm mà lụm không được, không được thôi, không chờ lụm. Bây giờ nói cho chị Lan nghe. Chào Linh, chào chị Ngọc Lan, chào bạn nữ bên kia và quý vị khán giả. Em tên là Trần Đức Trung, sinh năm 1990, đến từ Xuân Lộc, Đồng Nai. Nghề nghiệp của em là thợ điện công nghiệp. Hiện tại đang làm việc tại công ty, đứng nhân viên kỹ thuật đứng máy dập hàng da mặt. À, đứng máy dập hàng da mặt. Da mặt bóp ví da giỏ sách. À, tức là làm về ví về bóp này kia đó hả? À, chắc là cái này có bóp ví này kia ha. Rồi, em đang sinh sống ở đâu vậy? Em đang sinh sống và làm việc tại Xuân Lộc, Đồng Nai. Xuân Lộc luôn? Dạ. Rồi gia đình ở đâu? Gia đình ông ở Xuân Lộc, Đồng Nai luôn. Rồi em ở với gia đình luôn? Dạ. Hay ở riêng? Em ở với ở nhà luôn, nhà ở đó luôn. Là ở đang ở với ai? Đang ở một mình. Dạ, bố mẹ thì mất hết. À, còn dạ. Anh chị em sao? Anh chị thì được 6 anh chị em. Nhà ở gần đó hả? Dạ, đều có gia đình, nhà cửa riêng hết. Vậy thì bây giờ em nhờ ở nhà con mình thôi. Dạ. Nhà bố mẹ để lại ha. Dạ. Rồi. Lý lịch trên ngang của nhà trai là Đức Trung, 34 tuổi, nhân viên kỹ thuật máy. Mời nhà gái. Nghe rồi ạ. Mời nhà gái giới thiệu cho mình. Dạ, em xin chào chị Ngọc Lan, chào chú Nguyễn Linh và bạn nam bên kia, cùng toàn thể tất cả khán giả đang theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Em xin tự giới thiệu, em tên là Lê Hoàng Nhật Linh, năm nay em 27 tuổi, hiện tại đang sống và làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu. Em đang làm công việc gì? Dạ, hiện tại em đang kinh doanh ạ, tự do. Ừ. Rồi, Nhật Linh 27 tuổi, sống và làm việc tại Vũng Tàu. Vũng Tàu. Ha, ở đây là ở Xuân Lộc. Xuân Lộc. Thì đi qua đó cũng gần ha. Dạ. Bây giờ mình cho biết về ưu khuyết điểm của mình đi. Dạ, ưu điểm của em là sống vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình, có trách nhiệm bản thân, gia đình, sống biết quan tâm, chia sẻ,
đặc biệt là biết nấu ăn, không cờ bạc, hút thuốc, nhưng có biết nhậu nhưng ít. Có đá gà đó? Dạ không, không, không vấn đề cờ bạc là không có. Không có đúng không? Thì biết nấu ăn. Biết nấu ăn thôi là tốt rồi. Nhưng ở có một mình thì em tự làm hết đúng không? Dạ thì ở mình, nhưng mà có chị gái là hồi đó là bố bị bệnh á, bị tai biến liệt nằm một chỗ. Thì 4 năm thì em chăm bố như vậy, thì có chị gái cũng về ở chung luôn. Hai vợ chồng chị gái là về ở nhà phụ em chăm bố được hơn 4 năm là bố ấy mất. Là cho đến giờ là chị gái ở là chăm em luôn. Dạ. Vậy đâu có nấu nước gì đâu. Có chị gái khỏe rồi. Chị cũng nấu ăn luôn. Dạ. Bây giờ mình quay qua nhà gái coi, cho nhà trai biết ưu điểm khuyết điểm coi. Ưu điểm khuyết điểm nhà gái như thế nào nè? Dạ, ưu điểm của em á là có tính độc lập ạ. Và em hơi kỹ tính một chút xíu, cho nên là em rất là thích gọn gàng sạch sẽ. Em rất là thích làm việc nhà luôn chị. Và biết nấu ăn. Còn khuyết điểm của em á là hơi nóng tính một chút xíu. Và rất là mau nước mắt. Ai nạt cái là khóc liền. Dạ. Cho nên là hơi nhõng nhẽo. Dạ. Rồi, nhà gái chúng tôi là mau nước mắt. Nạt cái là khóc, nên bên kia mày mốt đừng có nạt chúng tôi nha. Đây chắc không đến nỗi nạt đâu ha. Anh thấy em hiền, có nóng tính không vậy? Dạ, cũng hơi nóng. Hơi nóng luôn hả? Nóng hơi nóng là tùy nữa. Là lúc mà giống như là bực tức cái gì quá độ thì mới ấy thôi. Nạt lớn không? Dạ không, bình thường như nói chuyện. À vậy đó hả? Tưởng nạt ta lớn quá nha. Anh hồi xưa nạt lớn quá anh nói sợ lắm. Bây giờ nè, có mấy người yêu rồi? Dạ, em trải ra hai mối tình. Hai người yêu rồi đó. Dạ, người đầu tiên thì năm học cao đẳng năm 2 thì có quen bạn đó là học cao đẳng sư phạm. Mấy năm? Được 6 tháng. Trời ơi. Là giống như là hồi đó đi học á là có đi làm thêm buổi tối là phục vụ nhà hàng, thì bạn đó là làm phục vụ chung sảnh phục vụ. Thì rồi. Thời gian được 6 tháng có ngỏ lời nhưng mà bị từ chối. Mới có 6 tháng ngỏ lời luôn. Dạ, hay đi làm chung hay tâm sự nói chuyện này kia đó, hay nói chuyện đó thì có ngỏ lời thì bị từ chối. Mình yêu đơn phương đó. Thì bạn đó là thích cái bạn cùng ngành luôn, cùng cho đẳng sư bạn cùng lớp luôn. Coi như từ chối phủ phàng vậy đó. Đến mối tình thứ hai thì sau khi ra trường đi làm cái ngành điện thì được 2 năm á, thì quen cái bé đi làm công trình, thì ở công trình có ở trọ. Thì ở gần phòng này có bé làm học bên cao đẳng y tế, nhỏ tuổi hơn. Bé nó nhỏ lắm hả? Dạ, quê Hà Tĩnh. Thì được thời gian quen được mấy tháng á, xong rồi được thời gian là ý là gia đình biết quen vậy đó. Là gia đình không có cho quen, tức là quen xa. Cô đó là giống như là con một mà quê Hà Tĩnh, mà trong này người đó thì giống như là xa, gia đình không muốn cho là quen xa, lấy xa. Rồi chia tay luôn. Dạ, chia tay. Sao chưa mối tình em toàn là mấy tháng không vậy? Chưa có mối tình nào dài chứ. Dạ. Đây là nhóm bên đây có mối tình mấy tháng. Chào em gái. Dạ. Sao? Nhà gái chúng tôi sao? Dễ thương, xinh. Đó. Dạ, cảm ơn chú. Rồi bây giờ nhà gái nói đi, bao nhiêu mối tình rồi nói cho nhà trai nghe luôn. Dạ, em cũng trải qua hai mối tình nè chị. Mối tình đầu tiên là mối tình thời học sinh thôi. Dạ, còn mối tình thứ hai á thì em quen bạn nam cũng lâu, cũng 8-9 năm, nhưng mà chính thức quen nhau á là 5 năm. Dạ, nhưng mà tụi em dừng lại á là tại vì hai đứa không có tìm được cái tiếng nói chung, cũng như cái quan điểm sống khác nhau quá nhiều. Dạ, và do là cái thứ hai á là cũng là vấn đề về tôn giáo. Em nghĩ cái vấn đề tôn giáo á thì nó không phải là rào cản. Tuy nhiên là khi mà mình cái tình yêu mình không có đủ lớn á, không có vượt qua được cái đó, cho nên mình hai tụi em không có tiếng nói chung về tôn giáo, cho nên là cũng rất là khó trong cái việc mà đi đến bước tiếp theo. Đúng rồi, cái tình yêu chưa đủ lớn á, thực ra là quen nhau cả chục năm như vậy thì nếu mà đủ lớn thì vấn đề tôn giáo là không là lý do. Quen chục năm mà chưa đủ lớn, người ta quen mới có 6 tháng mà tình yêu đã lớn, ta đã ngỏ lời cầu hôn. Lớn quá trời lớn luôn rồi hả? Lớn luôn, ta đòi cưới không cho luôn. Trời đất ơi. Bên đây là ta tiến tới luôn á. Nhà trai tôi đàng hoàng lắm, yêu là cưới. Dữ dằn vậy đó. Sao? Thích là lụm. Mà lụm không được. Không được thì thôi. Không cho lụm. Không cho lụm. Yeah. Bây giờ nói cho chị Lan nghe coi, muốn có người yêu như thế nào nè? Dạ, tính là sạch sẽ là đầu tiên, là gọn gàng, ngăn nắp. Sạch sẽ. Dạ, thì biết qua chăm sóc, quan tâm gia đình. Hiền lành, dễ thương. Ủa sao em yêu cầu con gái phải sạch sẽ là sao? Tại vì cái tính em sẽ thích sạch sẽ. Như nào là sạch sẽ nè? Sẽ sao từ nè? Từ người cho đến là nhà cửa. Tất cả luôn, đấy là tất cả luôn. Ủa dạ, đó, em giờ quen mấy cô kia không sạch sẽ mấy hả? Mấy cô kia không có sạch sẽ hay sao mà chia tay? Không, cái không có liên quan sạch sẽ, nhưng mà cái tính em thích sạch sẽ. Yêu cầu sạch sẽ mệt rồi đó. Biết quan tâm, chăm sóc gia đình, không có trách nhiệm bản thân. Dạ. Thì có gì không thích không? Không thích là con gái xăm chỗ, lười biếng hoặc là lăng nhăng. Giờ xăm nhỏ nhỏ ở đây rồi được dạ, không? Dạ được, đó thì ok.
Chứ xăm nguyên đại bàn là không được, dạ, đúng không? Xăm nhiều quá thì không nên. Rồi vậy thôi đúng không? Dạ. Sao đơn giản vậy trời. Em cao mét mấy? Em cao mét 68. Bên tôi qua tôi hỏi nhà bên gái. Kia cao lắm á nha. Bên kia chắc cũng cỡ đó đó. Nhà gái làm sao nè? Mong dạ. muốn làm sao? Mẫu bạn trai lý tưởng của em á thì phải cao cỡ từ 1m7 tới 1m75 là được rồi. Bên kia thiếu 2 phân. Cũng mang guốc được không? Dạ được bên luôn. Bên kia mang guốc lên. Được luôn. Được mang luôn. Mang guốc với em ở về nhà em một tủ tập guốc. Cho mang đúng. Dạ được. Rồi sao nữa? Với lại là nó nhiều hơn em một xíu. Tại vì giới tính em thì cũng hơi trầm tính, hơi hướng nội một xíu. Cho nên là đôi khi em ít nói lắm. Cho nên là cần bạn nam là hơi hoạt bát một xíu, nói nhiều hơn em. Để hai đứa có thể là trao đổi nhiều hơn, có một xíu hài hước. Dạ. Có một bên kia là thấy hơi nhát gái. Dạ. Nên là không biết mai mốt cua được rồi thì có nói nhiều hay không thì không biết nha. Dạ. Bên kia đòi sạch sẽ đó. Trời ơi, em rất là sạch sẽ gọn gàng, anh yên tâm. Tại em rất thích là việc nhà luôn. Hai đứa mà sạch sẽ là cái nhà lắng bóng luôn á. Đồng quan điểm với em luôn. Có điều gì ở con trai mà em không thích không? Em không thích bạn trai hút thuốc. Dạ. Thấy nó không có hút. Em có ưu điểm á, không hút thuốc. Dạ, em chỉ hình như là vậy thôi. Còn lại thì em thấy khi mà mình yêu rồi á thì em không có cố gắng lắm để làm thay đổi bạn trai. Nhưng mà em cảm thấy phù hợp thì em sẽ tiến tới. Dạ. Hợp lý. Có hút thuốc không? Dạ không. Có uống bia không? Dạ có, uống bia thì có uống. Nhưng mà công việc là phải uống, ý là đi đình đám ai rồi uống, thực ra uống ít thì nhiều em thôi. Không có lầy lội hay uống ghê. Có lầy hay không thôi. Tôi hỏi mới có nhiêu đó mà mặn xanh chậm. Hôm nay đi với ai vậy em trai? Dạ em đi với lại chị gái, cháu và bạn thân. Dạ em chào đại diện nhà trai ạ. Dạ nhờ đại diện nhà trai mình quay xuống sao mình lấy cái micro mình giao lưu xíu ạ. Chị gái này nhà nấu cơm em ăn luôn dạ, hả? Dạ đúng rồi, ở trong nhà nội trợ luôn. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, em xin chào chị Ngọc Lan. Em xin chào, con xin chào họ nhà gái cùng quý khán giả. Theo như em nhận xét thì bạn gái có vẻ xinh đẹp, hình lành. Dáng người cũng cao ráo, nói chung cũng hợp với em trai của em ạ. Thì em trai em thì nhược điểm, có ưu điểm, điểm yếu là nhát gái. Nói chung là không có tán gái như người khác, không có mạnh dạn như bao người khác á. Thì em cũng mong hôm nay hai em tìm được điểm yếu, tìm được điểm chung về xây dựng chung một gia đình. Nhát gái mà chị gái cũng biết luôn. Cả nhà ai cũng biết luôn. Nhưng mà hồi nào giờ có dắt bạn gái về nhà chưa chị? Dạ không, ít lắm ạ. Quen có mấy tháng mà dắt cái gì? Quen tính gần cưới luôn anh mà. Anh bị từ chối không? Đơn phương nữa. Chúng là cũng hiền lành. Đơn phương là nhiều. Đi làm, đi về nhà thôi chứ ít đi chơi bời. Dạ. Rồi cảm ơn nhà trai. Nhà gái mình hôm nay đi với ai? Dạ hôm nay em đi với ba, với lại chú và anh hai ạ. Trời ơi, một gia đình. Dạ, con chào nhà gái ạ. Xin chào MC Quyền Linh. Dạ. Chào MC Ngọc Lan. Dạ. Chào nhà gái. Tôi là bố của Nhật Linh. Hôm nay thú thật với là MC Quyền Linh và Nhật Lan, Ngọc Lan là tôi xem cái chương trình là Bọn Muốn Hẹn Hò rất là nhiều, rất là thích cái chương trình này. Và bé tôi đăng ký chương trình này mấy năm rồi mới được gọi lên đây. Dạ. Rất là mong muốn cái chương trình xây duyên kết đôi cho đôi bạn có thể là nếu được thành công thì là vợ chồng, nhưng mà không được thì cũng là bạn bè thôi. Dạ. Dạ. Hôm nay xin nhận xét một tí về bạn. Dạ. Xin chào chú. Xin lỗi, xin chào họ nhà trai nhé. Tất nhiên là trong 1-2 phút ở trong cái phim trường này thì không có thể đánh giá được hết cái bản thân mình được. Dạ. Thế nhưng tôi là bố của Nhật Linh thì nhận thấy rằng là về có nhiều cái tính tình trong đó có phù hợp mấy cái. Thứ nhất là tôi nghe nói là con đây là cùng đồng đạo, cùng người Công giáo. Dạ. Cái thứ hai nữa là cái tính gọn gàng sạch sẽ, bé Nhật Linh của chú rất là gọn gàng. Dạ. Đó là hai cái điểm là nó có đồng quan điểm với nhau. Dạ. Còn hôm nay đi tới đây thì rất mong bé Nhật Linh của chú tìm được nửa của nó. Rất là muốn tới đây
là lương luôn cả người để về chứ không à, hay quá. Rất là mong muốn nếu được thì Nhật Linh với là con đây tạo cho mình một cái cơ hội. Dạ. Nếu được thì được kiếm thân nhân luôn. Dạ. Còn không thì mình cũng là bạn này nhé. Dạ. Hay quá. Cảm ơn chú và gia đình. Cảm ơn chú. Cảm ơn chú. Rồi. Có ai có ý kiến gì nữa không ạ? Anh Hai. Anh Hai có ý kiến gì không anh Hai? Em cũng đồng quan điểm với ba luôn. Dạ, cũng không có ý kiến gì nữa. Dạ, rồi, cảm ơn. Ý kiến quá trời. Ý kiến đồng hết. Rồi, bây giờ mở rào hả? Đúng rồi, mở rào. Mở đi cho gấp lắm rồi. Đúng rồi, gấp rồi. Coi như bố là nó mở, bắt buộc đem chàng rể về đó. Mở ra đằng bắt về, mở rào. Chị quay qua cho. Bình tĩnh nha, không có nhát nha. Rung. Rung cái gì nhát, gái dữ gì. Đây nè, qua nói lớn lên. Tặng cái gì nói lớn lên. Nay đến chương trình tham gia bản quân họ thì có món quà bó hoa với lại chai nước hoa tặng em làm kỷ niệm. Dạ. Đầu lên sang chương trình. Dạ em cảm ơn anh ạ. À. Em cũng có món quà tặng anh ạ. À. Dạ đây. Cảm ơn. Em cũng không biết mua cái gì nhưng mà trùng hợp là em cũng mua nước hoa. Nhưng mà em mua nước hoa dạng mini size để dễ dàng bỏ túi á, để cho anh có thể đi đâu anh cũng mang theo được. Và khi nào mà anh xịt mùi này thì anh nhớ tới em. Dạ. Rồi, người tâm lý quá. Đây chị Lan cắt cho. Này mua nước hoa tặng nhau sao nó không mua nước hoa của tôi để tặng ta. Yeah. À, anh thì giới thiệu nãy giờ đó thì anh hoàn cảnh thì gia đình là bố mẹ mất hết rồi. Yeah. Thì gia đình đất đai nhà cửa là bố mẹ cũng sang tên cho hết. Yeah. Thì cũng muốn lên đây là tìm một nửa để ở với nhau cho này kia đó sau này đó. Yeah. Thì công việc của anh thì hiện tại đang ở dưới Xuân Lộc Đồng Nai đó. Thì nếu như em hai đứa mình lấy nhau á về đó ở thì có được hay không? Dạ thì... được anh. Tại em thì em nghĩ là ở đâu cũng được hết, miễn sao mà mình sống hạnh phúc với nhau là được. Còn em không có quan trọng là ở đâu mình phát triển được cái nghề nghiệp của mình cũng như là cái lối sống của mình về sau, hai đứa xây dựng tổ ấm thôi. Dạ. Cái công việc hiện tại của em là gì? Dạ hiện tại thì em đang kinh doanh ở nhà. Thì tại vì là bố mẹ em á là kinh doanh buôn bán là ga gạo với lại bia nước ngọt á, cũng là gọi là tạp hóa đó. Cũng đồng ý nghĩ luôn là anh cũng muốn là sau này lấy vợ là về mở tạp hóa tại nhà. Yeah. Cũng có thể là đại lý gạo, bia nước ngọt. Yeah. Này nhà mặt tiền nhà ra rất là rộng. Yeah. 3.000 mét vuông đất, rồi cái căn nhà nữa thì muốn mở kinh doanh tại nhà vậy. Theo ý muốn của anh luôn. Lấy liền. Luôn. Ý là 3.000 mét vuông đất hả? Dạ. Mặt tiền luôn hả? Đem về liền. Lâm luôn. Dạ, bắt rễ liền. Tôi nghe thì muốn chiều. Là sau này thật sự ý nghĩ của em lên đây là muốn là sau này lấy vợ con về là sẽ để cho ở nhà làm, bán buôn bán tại nhà rồi chăm sóc gia đình nội trợ thôi, còn kiếm tiền ở ngoài cứ để em lo. Trời ơi. Thật sự là gặp bạn nữ là rất là đồng suy nghĩ luôn. Hay quá. Rất là xinh đẹp. Xinh đẹp hả? Dạ rất là xinh. Thấy xinh ráo dễ thương. Thấy có rung động gì liền dạ, đúng không? Rung nãy giờ. Rung nãy giờ luôn đúng không? Rồi. Bây giờ mình Xuân Lộc với Vũng Tàu đó. Bây giờ mình... hẹn hò sao? Dạ nếu sao? Mà bây giờ nếu mà hẹn hò thì công việc hiện tại của anh á là hiện tại là đang làm công ty vậy thì chỉ rảnh được một tháng, chỉ rảnh được những ngày chủ nhật thôi. Dạ. Thì những ngày đó anh có thể đi ra hẹn hò với em được hay không hay là? Dạ được. Em thì cái công việc buôn bán của em á, nói là bận thì cũng không bận mà rảnh cũng không rảnh, có nghĩa là mình làm chủ mà cho nên là. Nhưng mà cái ngành buôn bán của em á, thì đa số là không có rảnh một ngày nào hết. Ngày đúng nào rồi. Mà cũng mở cửa hết. Và những cái ngày lễ Tết hay gì cũng là không bao giờ nghỉ được. Cho nên là những cái ngày ví dụ như cuối tuần anh rảnh á, thì mình tranh thủ thời gian gặp nhau một xíu. Hoặc là em có thể là để cho mẹ em canh quán em có thể đi. Hoặc là anh có thể về nhà em có thể nấu ăn cho anh. Dạ. Dạ, mình có thể hẹn hò. Trời ơi, sao tôi nghe bầu trời hạnh phúc ở đây nè. Thì giống kính hỏi em ạ. Tự nhiên hai đứa nó thấy vô liền luôn á. Tôi cũng kinh doanh buôn bán mà tôi không có ai để tới thăm hết á. Mai tôi tới. Thì mai nhớ tới với tôi. Thì tạm thời á, công việc của anh á là đang như vậy thôi. Mà anh tính là từ giờ tới sẽ nghỉ đổi công việc mới. Dạ. Hả? Là sắm giống như là sắm xe để chạy dịch vụ á. Là sau này sẽ không có làm công ty nữa, là không muốn làm công ăn lương biết. Cũng sẽ kinh doanh một cái gì đó. Hoặc là mua thêm xe để chạy dịch vụ bên ngoài. Đúng hoặc rồi. Là hợp cuối lý. Tuần là chạy rước dâu, bạn bè cũng mở xe tô áo cưới rất là nhiều. Mình làm chủ luôn rồi. Chạy mình... tuyến bà, gì đó dạ, thì ở đâu cũng chạy hết. Dạ, vợ nếu như bạn nữ đồng ý thì về cháu mở tạp hóa cho vợ bạn gái bán ở nhà rồi em đó, chạy dịch vụ. Trời ơi. Thế, tới liền rồi đúng rồi đó. Tới liền khúc này lẹ lẹ lên nè.
bây giờ là hứa gì đi, nói luôn, nói giờ mà nếu mà em đồng ý anh sẽ gì đó. Nếu như bây giờ mình chấp nhận quen nhau thì em nghĩ thì không bao lâu là mình có thể tiến tới hôn nhân được. Dạ, nếu mà quen nhau mà thấy hợp á thì em nghĩ là khoảng 1 năm tới 2 năm thì mình có thể. Lâu quá. Cuối năm được rồi em ơi. Anh nghĩ là nên 6 tháng hoặc 1 năm đổ lại là đó, cuối năm okay. Quen có mấy tháng không đó. Dạ, nếu mà mình quen nhau mà tính cách hợp nhau, ăn ý thì em nghĩ thời gian nó cũng không quan trọng đâu. Dạ. Quan trọng mình cảm thấy là phù hợp với mình là được. Dạ. Em có bên đạo không? Anh là bên đạo Thiên Chúa. Dạ, em cũng bên đạo Thiên dạ. Chúa. Quá tuyệt vời luôn. Dạ. Chương trình sắp hết rồi. Dạ. Bây giờ nè, hai đứa nói một chút xíu đi. Nếu như giờ mình về chung nhà thì anh sẽ giúp gì cho vợ? Nếu là chồng anh sẽ làm gì trong nhà? Ngược lại nếu là vợ anh sẽ làm gì? Trong việc nhà thì anh có thể phụ giúp được hết. Nấu ăn, nấu uống, rồi rửa chén này kia là anh tự nhiên là tự lập. Anh có thể làm hết tất cả mọi việc đó. Có nghĩa là san sẻ cho em được hết. Dạ. Anh có thể làm hết. Vậy là thì quá tuyệt vời dạ. rồi ạ. Có thể san sẻ được, không có phân biệt là vợ phải làm hay là chồng không làm. Đó là anh ok được hết. Dạ. Giờ hỏi nè. Tiền ai giữ? Tiền tất nhiên là để cho vợ giữ rồi. Trời. Em sẵn sàng. Trời ơi, cuối năm làm liền em ơi. Hy vọng là bạn nữ là hai đứa mình nên cho nhau một cơ hội để có thể tìm hiểu nhau nhiều hơn và tiến xa hơn. Dạ. Nếu mà đến kết hôn được đó là điều quá tuyệt rồi. Dạ. Bây giờ nói chút xíu về quan điểm con cái đi. Đó. Thích con trai con gái gì đó. Anh em... thích con trai hay là con gái? Chung trai hay gái, con nào cũng là con được. Dạ. À, con nào cũng được hết. Mà cả trai cả gái là vẫn tốt hơn, đẹp hơn. Ngược lại nhà gái thì sao? Dạ, em thì con gái hay con trai thì em cũng thích hết, nhưng mà em thích vẫn thích con chúa hơn, tại vì em muốn điệu hơn. Dạ. Để hai đứa con gái hay lắm. Hay lắm. Con gái đầu được nhờ. Mấy người tên Linh hay có hai đứa con gái. Cũng được luôn ạ. Được hả? Dạ. Rồi bây giờ hát bài. Hát cho nhau nghe đi. Dạ, tới đây thì em cũng xin gửi tới chú Huyền Linh, chị Ngọc Lan cùng tất cả quý vị khán giả và anh một bài hát, một đoạn thôi ạ, trong bài Ngôi Nhà Hạnh Phúc ạ. Dù ngày mai ra sao thì vẫn chỉ yêu người thôi, dẫu chỉ là giấc mơ em xin mơ hoài, cuối con đường nắng lên chờ anh đến, đến khi nào trên thế gian mặt trời ngừng sáng lối em đi về, ánh mắt này đôi tay này mãi thuộc về nhau. Rất là hay ạ. Mai tôi đưa vô thi tiếng hát truyền hình luôn. Hát quá tuyệt vời luôn. Đó. Bây giờ còn em trai thì đó muốn em thì lại không có năng khiếu ca hát, nhưng mà em lại nghiêng về thể thao á. Hít đất liền. Hít đất thì ok à. Theo bạn nữ thì bạn muốn mình hít bao nhiêu cái? 20 cái. Trời 20 ơi. Cái. Cho em làm liền đây luôn nha. 20 cái mà áp lực lắm á nha. Nãy mà nói 50 chắc chết quá. Không, cả trăm cũng được nữa, bây giờ có động lực là cả trăm cái cũng được luôn. Quá trời. 2 4 Vừa giàu vừa 5, đẹp trai vừa có sức 6, khỏe, ai chịu nổi trời. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 khuyến mãi. Khuyến mãi cái. Trời ơi. Quá trời. Thật ra hai bạn này rất là hợp với nhau nha. Về hình thái, về tất cả mọi thứ, trai tài gái sắc đó, thật ra là bạn là một người đàn ông của gia đình đó. Bạn gái rất là xinh đẹp mà cũng là một người phụ nữ của gia đình luôn. Vì bán tạp hóa không có dễ đâu. Dạ. Bán tạp hóa là suốt ngày phải chiều dạ, khách rồi. Mua bán từng ly từng tí, phải kỹ càng, phải đủ thứ hết trơn á, không có thời gian hết. Thì hai bạn có thể đến với nhau được nếu chúng ta mà hiểu nhau, tìm hiểu nhau càng sớm càng tốt. Dạ. Nha. Rồi, được chưa? Dạ. Thấy dạ. Hợp lý không? Dạ. Anh đồng ý ạ. Bên nhà gái có thấy nhà trai tôi làm sao? Dạ, thấy rất là ok luôn ạ. Ok luôn ạ. Cảm ơn chương trình đã kép cặp cho em một cái người bạn rất là điển trai, và em có nhắn với chương trình á là sẽ tìm một người bạn cùng công giáo. Nhưng mà rất là hay luôn, và chương trình đã gọi em trong một tuần luôn và đã tìm được bạn nào phù hợp, và hôm nay gặp được anh thì rất là vui ạ. Rồi vui nữa, vui rồi. Chúng ta ngồi vào làm thủ tục thôi. Đây thủ tục chương trình, chúng ta hai bạn để bấm nút khi mà Ngọc Lan đếm hết. Rồi, hai bạn sẵn sàng nha. Chị Ngọc Lan sẽ đếm tới 3 nha.
1 2 3 Hết thời gian. Bấm cùng một lúc luôn. Rồi, chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau, nắm tay nhau đi nào. Rồi, ở đây có người lớn. Xin phép một tiếng cho tụi con tìm hiểu nhau, dạ, yêu nhau và hứa cái gì đó với người lớn đi. Dạ, con đó, chào cô chú và cậu và chú. Dạ, hai bác thì con xin là sau này quen, nếu mà hai đứa đến hôn nhân, con xin là sẽ chăm sóc và yêu thương em đến trọn đời ạ. Đó, chị ngồi dưới kìa. Nói gì với chị đi. Dạ, hôm nay em gặp được anh ở đây á, em rất là vui và thấy ảnh rất là thật thà, rất là hiền luôn. Và em mong là nếu mà hợp á, thì tương lai em sẽ là em dâu của chị ạ. Thủ tục một nụ hôn cho anh hôn. Ôi thật ra nha, tôi sướng lắm á, tôi thấy giống như ở đây cũng vậy, đây cũng đang lân lân lên nè. Thật ra lân lân tôi hạnh phúc còn hơn các bạn luôn á. Lúc mà hai bạn mà chuẩn bị đặt cái nụ hôn nhau là ở đây là tôi cảm giác giống như là giống như ai hôn mình vậy đó. Tức là chờ đợi mà hồi hộp dễ gì đâu á. Nhớ nuôi dưỡng tình yêu này và với sự hỗ trợ người lớn á thì các bạn sẽ sớm hiểu nhau và thông báo tin vui chương trình nha. Hạnh phúc nha các bạn nha. Tuyệt vời lắm đó. Vừa mở rào ra các bạn nhìn nhau nói chuyện nhau là gần như các bạn đã là của nhau từ bao giờ rồi đó. Gần như quen từ bao giờ đó, rất là hợp, rất là nhiều thứ luôn. Hai này đẻ con đẹp lắm đó. Rồi.